chỉnh máy cho mọi người xem. Lên được cái tim to bự. Tim to bự. Nghe dễ thương quá trời ơi. Tiếp theo là của cô Hạnh Trang là của em 5 triệu.
cái món quà tiếp theo nữa là của anh Tân Lê Bảo Thạnh. Vỗ tay đi. Em 10 triệu. Và còn cái món quà tiếp theo nữa là của cô khán giả giấu tên tặng em 10 triệu. Và có món quà của cô Nguyễn Hương tặng em Cường 10 triệu. Dạ, cô cũng xin kính chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thì trên tay của cô cũng rất là nhiều những cái món quà yêu thương của các cô chú chị ở trong và ngoài nước gửi về quận trang với anh Cường. Vì vậy cô cũng xin các cô chú chị cho quận làm phiền một phút ạ. Và mong em Cường sau chương trình thì bù giờ lại giúp chú quận 2 phút cho các cô chú chị được không ạ? Vâng, thì quận xin phép được chia sẻ đây là món quà của ngoại ở xa tặng em Cường 600 đô. Của cô Annie tặng em Cường 500 đô ạ. Của cô Thúy Hà ở bên Mỹ tặng em Cường 1000 đô. Của cô Hà Nội ngày hôm nay, cô Hà Nội cũng có đi show nhưng mà cô nói cô muốn âm thầm theo dõi em Cường ở phía xa ở dưới. Và ngày hôm nay được cô Hà Nội dẫn FC miền Nam đi ăn bún chả Obama rất là nổi tiếng ở Hà Nội luôn. Cô Hà Nội tặng em Cường 500 euro và cô nói rằng là muốn tặng em Cường 500 euro vì cô nghĩ là mong sau này em Cường sẽ ra nước ngoài biểu diễn phục vụ cho các cô chú chị ở hải ngoại, nên cô tặng em Cường 500 euro để đi qua châu Âu biểu diễn là sau này nha. Và đây là của cô Ly thương tặng em Cường. Của cô Trương ở Hòn Tre, Phú Quốc, Kiên Giang thương tặng em Cường. Của cô Hoa ở Gò Vấp thương tặng em Cường. Dạ, của đây là của cụ chú Cường ở Đà Nẵng thương tặng em Cường. Các cô chú chị cho quậy một tràng pháo tay đi sao đến kia em Cường. Hồi sáng nay cứ gặp em Cường ở sân bay mà hôm nay sao tự nhiên đến đây vậy. Và đây là món quà của cô Hương Trương ở bên USA. Cô rất thích cái màu xanh đọt chuối nên cái phong bì của cô cũng chọn là xanh đọt chuối luôn. Cô có in hình ở trên đây là chúc em Cường nhiều sức khỏe và hát hay, học giỏi. Và cô Hương Trương cũng có một cái lãng hoa hướng dương, 7 cái bông hoa hướng dương chúc em Cường mạnh mẽ rồi được sáng như những bông hoa hướng dương này. Và dạ, cô xin cảm ơn các chương trình rất nhiều ạ. Dạ, ở trên đây thì nhiều cô chú chị dành tặng cho con đó, cho nên là con xin phép được cảm ơn chung được không ạ? Tôi thay mặt cho các bà các mẹ FC Thái Bình và Ngã Quỳnh 6.000 người nhấn cho Quỳnh Nguyên một ngón tay đẹp đi cả nhà. Nhấn cho Quỳnh Nguyên một đăng ký kênh với cả nhà ơi. Hồi nãy là rung thiệt nha cả nhà. Dạ, sáng mai mình sẽ công chiếu lên cho cả nhà mình cùng xem một cái đoạn full show ạ. Thì rất là nét luôn. Cả nhà mình hiện tại là xem đỡ đi nha, xem đỡ trên like nha. Còn sáng mai mình sẽ công chiếu lên đoạn full show. Cực là nét luôn nha cả nhà. Bởi vì đi với con Cường là cũng đã 5-6 show rồi. Cả sinh nhật nhưng mà cũng không có điều kiện để chụp chung với con. Con Hoàn là xin chụp chung với con một tấm hình. Chúc con học giỏi, hát hay. Và có điều kiện nếu như may cho cái Thái Bình mà biểu diễn là Thái Bình thì con Thái Bình cũng rất là mong muốn. Về là xin cảm ơn. Xin chào tất cả gia đình, trong mong gia đình nhà mình lúc nào cũng đoàn kết. Và đưa con đến tận cuối con đường của con vừa học vừa được đây. Đúng rồi, cả nhà xem quên like cho Quýt Minh luôn. Dễ sợ. Bấm like và bấm đăng ký kênh đi cả nhà. Ngày mai, sáng mai, đêm nay mình sẽ tới về luôn. Xong rồi mình sẽ chỉnh sửa video, edit video. Xong rồi sáng mai để đăng lên cả nhà mình xem nha. Xem
xem full show luôn, bao nét luôn. Ơi ơi, nãy giờ mới thấm cổ họng, cô hết trơn cổ họng càng luôn. Rung rung lên cũng gặp luôn mà. Cảm ơn cô. Đăng ký rồi dạ. Đúng rồi cả nhà, mình xem mình quên đăng ký, quên bấm tay, ngón tay đẹp buồn dễ sợ. Cố gắng nhiệt tình hết mình về khán giả luôn rồi đó, khán giả ông thương bên miệng rồi khóc thét luôn.